cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục thanh trang kính mời quý vị theo dõi phóng sự đặc biệt do võ thành nhân thực hiện từ florida <laughs> vnpham vietnamese american tv news hôm nay chủ nhật ngày 27 tháng 2 năm 2022 tôi đang có mặt tại chương trình làm truyền thông và cũng như là đi làm phóng trở thành phóng viên để mà có thể thành lập một cái uh, chương trình tv cho cộng đồng người việt tại không những tại Orlando mà còn các uh, thành phố lân cận và chương trình này được sự tài trợ bởi uh, ông bà hà văn tải đã tạo điều kiện cho chúng tôi cũng như là huấn luyện viên của chúng tôi uh, từ Maryland tới đây để có một cái nơi mà chúng tôi có thể được uh, học uh, những kiến thức bổ ích không những cho À, bản thân tôi mà cũng là cho những cái thế hệ sau này và được diễn ra vào hai ngày đó là ngày thứ bảy ngày 26 tháng 2 năm 2022 và hôm nay là ngày chủ nhật 27 và bên cạnh những cái chương trình à, mà chúng tôi được huấn luyện thì còn có những cái người à, đứng phía sau hậu trường giống như là à, cô Liên là vợ của ông Hà Văn Tải à, và cô Nhung uh, giúp chúng tôi trong những cái bữa ăn sáng, ăn trưa hoặc ăn chiều để chúng tôi có cơ hội uh, ngồi lại mình nhìn lại mình nói chuyện về những cái kỹ, kỹ năng mà mình cần phải uh, uh, cải thiện. Và ông bà Hà Văn tải thì mới chuyển xuống Florida này được uh, khoảng 3 năm nhưng mà rất là rất là quý cộng đồng người Việt ở dưới này và muốn uh, đóng góp cho người Việt ở dưới này để và hiện tại là đang cố gắng để um, một cái một cái đài cho người Việt tại Orlando à, và nhà ông Hà Văn Tải thì ở mà miền Bắc mà xuống đây ấy, thì sẽ rất là thích từ vì thứ nhất là thời tiết nó thuận lợi cho uh, rất là nhiều người Việt mà với cái đam mê là trồng trọt. Tại vì ông nhà uh, ông bà nhà Văn Tải là ở trong vườn á, thì có hai bên nhà là vườn rất là rộng luôn, uh, có các loại trái cây mà mọi người có thể nghĩ là ở oh, rất là thèm phải về Việt Nam mới ăn được, nhưng mà không ở nhà ông bà và hà văn tải có cây xoài này cây cóc này có cái khế nè mùa này thì bắt đầu những cái hoa của cây cây xoài cây mãng cầu hoặc những cái nụ nó ra trời ơi ta nói lãng mạn lắm luôn á À, thêm vào đó thì à, người Việt thì lại thích chăn nuôi. Mà nếu mà nói về chăn nuôi thì ở đây ông bà có à, nuôi những con gà. Con gà mà không phải một loại gà, có mấy loại con gà khác nhau luôn. Gà nào là mà nó đẹp lắm. À, nó là gà gà làm kiện này, gà rừng này, gà tre này, gà nòi này, gà ác này. Nhưng mà không có gà đá, tự vì cấm. À, có oh bên cạnh đó thì có một con vật rất rất là đẹp luôn đó là con công và những con chim nó cũng rất là đẹp mà rất là thích hợp cho những cái người lớn tuổi khi mà họ về hưu rồi đó thì họ lại thích ngồi hưởng thụ nhìn những cái con vật xung quanh như vậy thì rất là tuyệt vời nếu mà quý vị có nhu có uh, ý muốn hoặc là có giống như suy nghĩ mà muốn chuyển về Orlando hoặc là những vùng ấm sống ấy thì dưới Orlando này một cơ hội để mà có thể gặp uh, quý vị và à, bây giờ thì tôi sẽ nói về cái chương trình ngày hôm nay à, chương trình mà tôi đang được huấn luyện one on one để làm truyền thông và cũng hy vọng là trong tương lai sẽ giúp được à, cộng đồng Orlando à, một phần trong cái việc mà hình thành à, ban truyền thông của Orlando thì chương trình truyền thông này ấy, tôi hôm nay là ngày thứ hai rồi tôi được học hỏi rất là nhiều kiến thức bổ ích ban đầu thì tôi nghĩ là mình thì mình thích học cái mới thì thì mình đã cho mình một cơ hội là học thêm được những cái kiến thức về truyền thông có thể là mình không làm cho đài truyền hình nhưng mà nó cũng là một cái kiến thức cho mình sau này biết đâu mình sử dụng nhưng mà khi mà tham gia rồi ấy, thì tôi lại biết rất là nhiều không những là về truyền thông cũng như uh, nhưng mà có thể là uh, tôi học về là làm sao để mà làm một Reporter bằng uh, chính bản thân tôi cũng như là có một cái buổi trò chuyện nào đối với một cái nhân vật quan trọng uh, quan trọng hoặc là tôi cũng có thể làm một cái phóng sự mà phóng sự đó có thể là nó không có sử dụng À, tốt chứ không phải không sử dụng tốt cho hiện tại có thể là hiện tại nó sẽ không có nhiều giá trị nhưng mà những cái phóng sự đó cho những cái thế hệ sau mà khi mà tôi khoảng cỡ năm thêm năm 10 tuổi nữa thì những phóng sự đó lại là một cái giá trị văn hóa à, cho những con em à, được lớn lên tại hải ngoại cũng như là các bạn bè thế giới biết về thành phố Orlando cũng như là người Việt ở Florida này và trong cái 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 um, Khoa học truyền thông này ấy, thì rất là may cho anh em cũng như là cô chú ở đây được uh, gặp uh, một ứng cử viên tham gia hạ nghị viện đó là anh tuấn lê và thông qua những cái truyền thông như vậy uh, tôi uh, cũng cập nhật thêm cho mình được nhiều kiến thức ở những cái mảng uh, xã hội khác nhau và rất là cảm ơn uh, người huấn luyện viên của chúng tôi đây là chúng nhân uh, đã um, đã dành những nhiều cái thời gian giờ quý báu để mà uh, hướng dẫn cho chúng tôi những cái kỹ năng khi chúng tôi đi ra mà phỏng vấn cho một người nào đó thì hy vọng ấy là trong tương lai chúng tôi sẽ thành lập à, Bình Minh Florida TV Channel sớm và chúng tôi rất cần sự ủng hộ của quý anh chị cũng như là các nhà bảo trợ vì tại vì tại thời điểm ban đầu thì chúng tôi rất là cần nhiều những cái sự bảo trợ cũng như hỗ trợ cũng như là à, góp sức của quý vị để à, không những cái ước mơ của tôi à, có một cái truyền hình À, cho người Việt hải ngoại tại Orlando tại Tampa, St. Petersburg mà cho tất cả những người Việt ở đây cũng được à, à, vui lấy cái niềm vui đó khi mà mình có một cái chương trình, một cái đài truyền hình của chính người Việt của chúng ta tại hải ngoại ở đây. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi cái chương trình à, chương trình của chúng tôi và hy vọng là sẽ gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Cảm ơn thưa quý vị bản tin hoa Thịnh đốn tối nay đến đây là chấm dứt mọi liên lạc hãy đóng góp ý kiến với ban biên tập sptndc xin email về washingtondc sptn.tv thành trang kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình thành trang kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới